Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thí chủ Trần Lưu Quang đi hành khất. Hành khất là một trong những công việc của các nhà sư Phật giáo Nam Tông. Hành khất là luyện tâm, là tạo điều kiện cho người khác bố thí nhằm tạo ra nhân tốt. Ý nghĩa là như thế, tuy nhiên tại Sài Gòn có nhiều kẻ gian giả sư đi hành khất, họ lợi dụng lòng trắc ẩn, lòng từ bi của xã hội mà trục lợi. Những kẻ này thực sự là kẻ siêng ăn nhác làm, sống vối cho xã hội, là gánh nặng cho xã hội và làm cho xã hội trở nên nhớp nháp hơn. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một loại chính quyền chuyên ngành nghề ăn mày khắp nơi trên thế giới. Đó là nhận xét của một nhà phân tích giấu tên cho biết, họ chuyên đổ lỗi cho quá khứ chiến tranh để bào chữa cho sự nghèo đói của người dân. Nguyên nhân dẫn đến sự nghèo đói của người dân, sự lạc hậu của đất nước là do họ bất tài, tham lam, bòn rút và tham nhũng của cả nước, chứ không phải là vì chiến tranh nào cả. Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ rồi. Đây là hình ảnh loại ăn mày nước giàu. Đời thủ tướng nào cũng như thế, cũng tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi từ các nước giàu có là nguồn vốn ODA. Đã có rất nhiều hiện tượng tham nhũng, quản lý kém cỏi làm cho các dự án nguồn vốn ODA bị đình trệ. Từ đó, nguồn vốn ODA của Việt Nam cũng ngày một ít dần. Trong khi đó, nguồn vốn vay thương mại không đủ để chính phủ thực hiện những dự án hạ tầng lớn hơn. Người ta nói các nước giàu cho vay ODA là tay này cho vay, tay kia họ lấy lại, còn nợ thì Việt Nam tự gánh. Thật vậy, với nguồn vốn ODA, Việt Nam đã phải chấp nhận những điều kiện đến phi lý của phía cho vay. Hầu hết họ buộc phải cho nhà thầu của họ độc quyền tham gia với giá bỏ thầu rất cao. Đấy là phần lợi tức mà phía Việt Nam phải trả dưới dạng khác. Đấy là chưa nói những thiết bị máy móc lỗi thời mà phía Việt Nam bị ép phải mua vân vân. Nói chung, vay ODA là Việt Nam thiệt đủ đường nhưng vẫn phải chấp nhận. Bởi một nước vừa nghèo vừa tham nhũng thì nguồn vốn ODA cũng là cách để quan chức chia chác, còn nợ thì cứ để quốc gia và nhân dân tự gánh. Ở bình diện quốc tế, việc có quan chức cộng sản đi ăn mày các nước giàu là cách để họ trục lợi là chính. Ăn mày nguồn vốn làm nghèo đất nước nhưng làm giàu cho quan chức thì dại gì không ăn mày. Ăn mày mà vẫn vận veston, vẫn vay chính khách thì cứ ăn mày có sao đâu và vẫn đi vé hạng thương gia, vé hạng nhất. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang gặp đại sứ Nhật Yamada Taiko. Vào ngày 15 tháng 2, ông Trần Lưu Quang gặp đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Taiko để đề nghị phía Nhật Bản cần sớm ký kết thỏa thuận về ODA thế hệ mới. Đây là lần thứ nhì chính phủ ăn mày với Nhật Bản. Lần trước, ông Phạm Minh Chính đã đề nghị Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 2021 lúc đó. Tuy nhiên, đã hơn một năm mà phía Nhật Bản im lặng thinh, nhưng lần này, ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khuất thực tiếp. Nước nghèo luôn bị các tổ chức xếp hạng mức tín nhiệm rất thấp. Chính mức thấp này mà chính phủ khó vay nguồn vốn của thương mại. Thay vào đó là phải cậy nhờ vào nguồn vốn ODA với đủ thứ ràng buộc bất lợi. Tuy nhiên, đã hơn 30 năm, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa đưa đất nước thoát khỏi nghèo và vẫn cứ lân la từ nước này đến nước khác để ăn mày họ. Đây là hình ảnh bất tài bám mãi vào nguồn vốn ODA. Hàn Quốc chỉ mất 20 năm đi từ nước nông nghiệp lạc hậu đến quốc gia công nghiệp tiến bộ. Trong khi đó, từ năm 1986 cho đến nay đã 37 năm và Việt Nam vẫn lẹt đẹt trong nhóm các quốc gia nghèo và sẽ ở trong nhóm này lâu hơn nữa. Không biết chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đi hành khất bao lâu nữa đây. Cũng không biết Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhất nhì châu Á, nhưng tại sao làm mẫy mãi mà người dân vẫn nghèo. Đảng Cộng sản ngự trị nơi đâu thì nơi đó sẽ có nghèo đói và xã hội bất công, lòng người hiểm ác. Từ bên trong nước, người dân bị nhiễm tuyên truyền nên tưởng như không thấy. Tuy nhiên, nếu ra nước ngoài nhìn lại thì Việt Nam nát như tường vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Thí chủ Trần Lưu Quang đi hành khất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho những người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cho bỏng xăng rồi lại trích điện, ông chủ hết đường thoát với Nguyễn Hồng Diên. Ông Nguyễn Hồng Diên là một bộ trưởng bất tài. Vào tháng 11 năm 2022, ông Diên đã để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tràn lan trong cả nước. Một ác mộng đối với đời sống dân sinh và là mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn quốc. Tình hình đấy cũng đã bị lặp lại vào những ngày giáp Tết Quý Mão vừa qua. Tuy tình hình không nghiêm trọng như hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng nó cho thấy tình trạng mất an ninh năng lượng luôn cứ đeo đẻ đảng thường trực đe dọa người dân Việt Nam. Công ty Petrolimex, một doanh nghiệp nhà nước chiếm đến 5% thị trường xăng dầu cả nước, có lãi khủng vào quý 4 năm 2022, quý mà xã hội nháo nhào vì tình trạng thiếu xăng dầu. Thực ra, việc các nhà bán lẻ xăng dầu không chịu bán hàng bởi họ bị ép chiết khấu có 0 đồng. Phần lợi nhuận định mức của nhà bán lẻ bị các nhà nhập khẩu và các nhà phân phối xăng dầu gặp phần lớn. Miếng bánh kinh tế ngành xăng dầu đang bị các ông lớn nhập cảnh và phân phối xăng dầu luôn ở phần to hơn. Đây là hình ảnh bài than nỗ của công ty Tổng điện Việt Nam. Như vậy là hậu quả của việc thiếu xăng dầu lại là làm cho các ông doanh nghiệp xăng dầu nhà nước kiếm trác. Ông Nguyễn Hồng Diên đang điều hành ngành công thương với những ưu ái cho các công nghiệp nhà nước. Họ đang làm chính sách để trục lợi, bất chấp những khó khăn do tình trạng khan hiếm xăng dầu mang lại. Cái bài của doanh nghiệp độc quyền nhà nước là trước khi có chiến dịch nâng giá bán mặt hàng độc quyền, họ cho báo chí chạy hết công suất than vãn về việc thua lỗ. Thực ra, đấy là chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho báo chí đi trước để dọn đường. Mới đây, các tờ báo đồng loạt đưa tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ước tính lỗ lũy kế năm 2022-2023 là gần 99.000 tỷ đồng. Đây là chiêu bài không ai lạ gì, giới quan sát cũng đánh giá, đấy là hành động dọn đường cho trò tăng giá điện. Và quả thật, chiêu thứ nhì là họ thông báo lộ trình tăng giá điện. Đây là hình ảnh đi kèm bài than lỗ là ý đồ tăng giá điện. Sau cái khúc dạo đầu than vãn thua lỗ vào ngày 15 tháng 2, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và đòi tăng giá bán điện lên. Lại một lần nữa, người dân bị siết cổ. Tất nhiên, Bộ đồng ý tăng giá điện cần có thời gian qua những thủ tục cần thiết, nhưng việc tăng giá điện là khó tránh khỏi. Theo như cộng tác viên của Thời báo chấm đê tìm hiểu, người dân rất không đồng ý việc tăng giá điện bởi cuộc sống của họ vốn đã đang rất khó khăn rồi. Chi phí tiền điện hàng tháng cũng là một khoản chi đáng kể. Chính quyền nói lạm phát dưới 4% nhưng thực tế không phải là như vậy. Vào năm 2022, mặt bằng giá cả bị trượt giá ít nhất cũng là hai con số, chứ không như những gì chính quyền vẫn nói trên mặt báo hay TV. Giờ lại thêm tăng giá điện thì đời sống người dân sẽ càng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Có người lại bức xúc nói rằng nếu EVN than vãn thua lỗ thì tại sao không xóa bỏ độc quyền để tư nhân nhảy vào kinh doanh ngành cấp điện này? Tại các nước trong khu vực, người dân luôn có nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp điện, không phải chỉ một công ty duy nhất như Việt Nam. Nếu lỗ quá thì để cho người khác nhảy vào làm và gánh lỗ, tại sao mà không than vãn mà lại kêu lỗ nặng? Nếu biết đặt câu hỏi thì nói ra cái trò tham lam của một chính quyền tham lam. Họ muốn độc quyền bởi họ chỉ muốn họ mới có thể trục lợi. Nếu phá bỏ độc quyền, tư nhân có quyền tham gia vào thị trường bán điện thì họ sẽ bị thua và mất miếng bánh béo bở bao lâu nay. Hễ ngày nào tư nhân nhảy vào thì họ luôn làm tốt hơn của nhà nước bởi họ biết đầu tư chất xám, họ biết mang lại cho khách hàng những gì khách hàng cần. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam. Có thể nói với trò tung hứng giữa EVN và Bộ Công Thương lần này không ngoài mục đích tăng giá điện để siết cổ dân. Có người nói chua chát rằng mới đây họ cho người dân bỏng xăng hai lần, giờ họ lại trích điện người dân thì làm sao chịu cho thấu đây. Chế độ này là như vậy, họ làm chính sách là trục lợi và phục vụ mọi ích nhóm, chứ không bao giờ họ vì người dân. Mặc dù trên mặt trận truyền thông họ luôn ra giả nói rằng nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin cho bỏng xăng rồi lại trích điện, ông chủ
hết đường thoát với Nguyễn Hồng Diên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.